Chiều ngày 11 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo về công tác tổ chức hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 với chủ đề hợp tác địa phương. Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19, đây là sự kiện quan trọng của thành phố, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp vào năm 2023. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội, Ngô Minh Hoàng cho biết, hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp, trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thúc đẩy, triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết và thiết lập quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước. Hơn 50 địa phương của đại diện bên phía Việt Nam và 12 địa phương của Pháp. Và đối với diễn đàn doanh nghiệp thì ở đây chúng tôi thì cũng đã có phối hợp với trung tâm xúc tiến và hiện trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội thì cũng xác định được là khoảng 400 đến 500 đại biểu là nhà đầu tư, doanh nghiệp và đại diện các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp. Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo công tác lễ tân, hậu cần, đón đưa các đoàn, đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị nội dung được triển khai hết sức tích cực với nền tảng kinh nghiệm các sự kiện quốc tế đã được tổ chức trên địa bàn thành phố. Còn là một cái hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp là một cái cơ chế cực kỳ rất đặc thù. Có thể nói là Việt Nam quan hệ Việt hợp tác giữa địa phương giữa Việt Nam Pháp là một cái cơ chế duy nhất mà Việt Nam đã triển khai với Pháp. Ngoài ra không có Việt Nam không triển khai bất cứ quan hệ hợp tác địa phương với cả bất cứ nước nào. Mà kể từ năm 1989 đến nay thì chúng ta đã tổ chức được 12 hội nghị hôm nay, cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 12 tại Hà Nội. Và cứ 3 năm một lần chúng ta sẽ tổ chức luân phiên tại Pháp và Việt Nam. Theo thông lệ thì cái format của một cái hội nghị giữa các địa phương thì chúng ta cũng tùy thuộc vào cái sự quyết định của địa phương đó. Tuy nhiên cũng đều có những cái hội nghị ngoài cái phiên khai mạc, phiên bế mạc thì chúng ta đều có những cái hội nghị chuyên đề. Như năm nay căn cứ vào cái nhu cầu phát triển công tác, căn cứ vào cái mục tiêu hợp tác giữa các địa phương và căn cứ vào thực tế sau đại dịch thì thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng các địa phương của Pháp và Việt Nam xác định ra bốn cặp chuyên đề để xác định, trong đó có như trong bài phát biểu của chị Hoàng giám đốc sở thì về quy mô thì năm nào chúng ta cũng đều có thể nói là nếu mà chúng ta nhìn tổng thể cái sự phát triển hợp tác giữa các địa phương thì từ trước nay thì tính từ năm 1989 đến nay thì đã có 24 địa phương Pháp hợp tác với 33 tỉnh Việt Nam với hơn 55 dự án và thỏa thuận hợp tác tập trung trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, kinh tế, phát triển bền vững, năng lượng, biến đổi khí hậu và chống nước biển dân, xử lý nước thải. Đáng chú ý, với công tác đảm bảo an ninh trật tự quanh thời gian diễn ra hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12, đại diện công an thành phố cho biết. Công tiểu ban trật tự mà được phân công của thành phố như mặt trước có kế hoạch từ rất là sớm để triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trước cái thời gian mà diễn ra hội nghị tạo cho những sự chuẩn bị môi trường an ninh an toàn cho hội nghị trong cái thời gian tiến tới và tổ chức chính thức hội nghị. Công an thành phố thì cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với cả cơ quan thường trực, ban tổ chức hội nghị, sở nội vụ, các đơn vị sở ngành trong suốt cái quá trình hoạt động của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, rồi các địa điểm diễn ra chương trình của hội nghị, rồi là các cái điểm lưu trú, rồi là các hoạt động bên lề. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước. Kết thúc họp báo, đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổng kết và thông tin tới báo giới. Hội nghị lần thứ 12 này thì khoảng 15 sự kiện quan trọng. Đấy. Ngoài những nội dung rất quan trọng liên quan đến những vấn đề mà các địa phương của hai nước cùng quan tâm và cũng là rất thời sự, như là câu chuyện phát triển đô thị bền vững, vấn đề nước môi trường mà như thủ đô Hà Nội chúng ta cũng chỉ biết là rất quan tâm, rồi vấn đề phát triển chính quyền số, thành phố thông minh,
bảo tồn phát triển di sản là những thế mạnh hợp tác của các địa phương Việt Nam và Pháp trong những năm qua. Thì lần này có những cái điểm rất mới, rất quan trọng mà hai bên rất quan tâm, đó là bên cạnh những cái thành tựu chung về phát triển hợp tác trong 30 năm về văn hóa, về giáo dục, về môi trường, thì lần này hai bên cũng rất quan tâm đến chúng ta tăng cường cái hiệu quả của hợp tác kinh tế. Thì cái chủ đề của hội nghị chúng ta lần này ấy là chúng ta phục hồi kinh tế toàn diện và phục hồi động lực để phục hồi phát triển bền vững toàn diện. Vì vậy cho nên là cả phía Pháp cũng như phía Việt Nam đều rất quan tâm là chúng ta phát huy cái tiềm năng thế mạnh của các địa phương của hai quốc gia trong cái việc là chúng ta xúc tiến những cái hoạt động hợp tác thực chất hiệu quả giữa các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế giữa hai các địa phương. Thì đây là cũng là một cái vấn đề mà hai quốc gia rất quan tâm.